một đêm bay mơ mình xin xin đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cầu thề. Bàn tay anh đang xiêu em bước trên cỏ khô đi trong hoang vắng chiều tây đô. Bờ sông yêu xưa ta áo thương tha mi nhiều, sao anh không thấy về đỉnh kiều. Dường như anh nghe đời đang chiếu trong màu đen, đen như mảnh cáo buồn chưa quên. Ghé hồi có cây, có cây khóc, gió thân phai. Kể từ khi mất quê hương, gió ra cười đưa người vượt biển. Mẹ chờ thư về ngồi thẹn thùng miếng chậu cây, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng phiến đá quanh sân trường, nay nghe sao khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Mến chào tất cả các bác, một combo rất là đẹp các bác nhé, gửi cho một bác khách ở Hải Phòng, một vàng CAF coi nhé, K12 Plus, K12 Plus mic Wutin GS560H rất là nhẹ và sáng các bác nhé. Ở đây thì em có ký hiệu chi tiết rồi, đầu vào đầu ra, đó dây rắc đầy đủ nhé. Hiện tại thì nhà anh đang sử dụng đó là một chiếc đẩy Crown dòng nguồn xung chạy Canon luôn các bác nhé. Đấy. Nếu mà những dòng Crown mà chỉ sử dụng 6 ly thôi là những cái bản đời đầu, còn với những dòng Crown chạy Canon của nó là bản đời sau. Đấy, bên em đã setup ok trước khi gửi điện cho anh các bác nhé. Vàng CIF K12 Plus mic Wutin 560 test nhanh gửi cho anh. Em ra đồ mic này, chống ú các bác nhé, chống ú rất là tốt. Cái thứ hai đó là tự ngắt này. 67 bao năm say phóng như thế này phải không anh? Ấy rất là đẹp thôi nha. Em ơi, nếu mà sau này giấc mộng không thành thì đành đôi ngã chia ly. Đinh một hai. Đó, rất ok các bác nha. Có bò rất là đẹp. Hiện tại thì với vàng có giá là 3.2 triệu các bác nhé, 3.2 triệu, mic Wutin là 2.9 triệu các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên em qua số hotline 0977434361. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Nếu mà các bác nào mà chưa có combo cả vàng cả mic cả đầy thì có thể tham khảo với cái combo này với đẩy luôn các bác nhé. Angle cũng màu xanh này các bác này, đồng màu với vàng này. Đấy, nhìn rất là đẹp, đặc biệt chất âm rất là hay. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã ủng hộ đến cửa hàng Micro Audio. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.